trở lại với kênh YouTube LGS Channel của Linh Kiện So. Hôm nay thì Thảo sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu lều Jackman. Và đây thì cũng không phải là một mẫu lều xa lạ với các bạn nữa, vì mẫu lều Jackman này thì mình đã có hướng dẫn các bạn cách dựng lều rồi. Hôm nay mình sẽ test chống nước đối với chiếc lều Jackman này. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc khăn giấy này để vào bên trong tấm vải lều và mình sẽ dùng nước đổ lên để xem là cái độ thấm nước của nó như thế nào nhé. Đây, bây giờ mình sẽ thử. Mình sẽ để tay ở đây, các bạn có thể nhìn thấy là chiếc khăn giấy đang ở rất là sát với lại cái mép lều. Mình sẽ đổ nước lên. Các bạn có thể thấy đây là chiếc lều Jackman với lớp vải bên ngoài của nó được làm từ vải polyester, rất là chống thấm nước. Các bạn có thể nhìn thấy đây, mình đổ nước. Rồi, ok, giờ mình sẽ lấy giấy ra. Tờ khăn giấy hoàn toàn khô nhé các bạn. Tờ khăn giấy hoàn toàn khô, không hề bị ướt. Thì các bạn có thể nhìn thấy chiếc lều Jackman này được thiết kế với một màu xanh lá cây, nhìn rất là đẹp mắt. Và cổng lều của nó được thiết kế thêm một màu xanh quân đội, màu xanh áo ngụy. Rồi bây giờ mình sẽ mở lớp lều bên trong ra, và lớp lều bên trong là không hề bị ướt. Mình vừa test nước xong thì nó không hề bị ướt. Giờ mình sẽ mở đây. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy là ở bên trong của nó không hề bị thấm nước. Không hề bị thấm nước. Bên shop Linh Kiện Store bán sản phẩm lều Jackman này với giá là 1.520.000 đồng. Vừa rồi thì mình vừa test chống nước xong đối với chiếc lều Jackman này. Chiếc lều Jackman này thì bao gồm có hai lớp, nó chống nước rất là tốt. Như các bạn hồi nãy có thể thấy thì tờ khăn giấy mình để ở trong lớp lều thì không hề bị ướt. Mình hy vọng là chiếc lều Jackman này có thể là một vật dụng hữu ích trong những chuyến đi du lịch của các bạn, và các bạn không hề phải sợ mưa nữa. Nếu các bạn cảm thấy clip này hay và bổ ích thì hãy like và subscribe cho kênh YouTube LGS Channel của mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.